cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta biết cái cách đọc bảng chữ cái. Cô có hướng dẫn trên YouTube nhiều lắm rồi, nhưng mà giờ nói lại thôi ha. Thì trước tiên thì cô sẽ giúp cho chúng ta phân biệt được là bảng chữ cái tiếng Anh. Và phần thứ hai là cô sẽ giúp cho chúng ta phân biệt được các âm khó và có vẻ là giống nhau trong bảng chữ cái tiếng Anh. Và cô khuyến khích là các bạn nên học phát âm với cô trên YouTube nếu mà muốn học miễn phí, để biết cái cách đọc 44 ký tự phiên âm. Thì khi mà đọc được 44 ký tự phiên âm thì các bạn không có sợ cái gì nữa hết, rất tự tin để học ha. Rồi chúng ta cùng đọc nha. Chữ cái này đọc sao? A. A. Đọc coi. A. Ok. Cái phần mặt chữ là chữ màu đen, còn cái phần phiên âm là chữ màu đỏ ha. Rồi. E. I. Đọc nhanh coi. A. 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 Thì nó giống cái gì? Có phải là nó giống chữ ớ i a của tiếng Việt không? Nó đó. Rồi, cùng đọc với cô nha. A. 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 Yes. Very good. Và chúng ta sẽ qua cái chữ cái tiếp theo. Rất là dễ, thật sự rất là dễ. Ok, sau đây là chữ cái B. Không ai mà không biết hết. Rồi, cẩn thận. B này là không có bật hơi. Hai môi chúng ta bậm lại, không bật hơi thì sẽ nói được cái chữ cái B này. Và cái chữ cái B này, cái âm I là âm I dài và căng, nên thành ra chúng ta mỉm cười nhẹ một chút xíu để cho nó ra cái chữ B cho nó đẹp ha. B. 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 Very good. Nhớ là chúng ta không bật hơi nha. B thôi. Và khi đọc, mắt chúng ta thấy cái mặt chữ, tai chúng ta chú ý cái âm thanh để chúng ta nhớ, để khi mà chúng ta nghe cái chữ B thì chúng ta thấy cái chữ B trong đầu liền. Được không? Dễ quá đúng không nào? Rồi chúng ta tiếp tục nha. Chữ cái C. Nếu các bạn thích cô làm những chủ đề cơ bản như thế này thì hãy comment cho cô biết nha. C. C. Ok. Đây là chữ cái C trong tiếng Anh. Thì phiên âm nè, phiên âm S này thì chúng ta cứ S của cái từ mà xe đạp á, S nó, thì chúng ta cứ xì, không có cong lưỡi. Hai môi chúng ta, you know, like cái miệng chúng ta mỉm cười, bẹt ra. S, I, C. Hôm nay tự nhiên cô thấy cô đẹp ta. Ok, thấy đẹp thì thấy giảng bài cũng thích hơn nè. Ok, C, C, C. Dễ quá đúng không? Đúng không? Nào khó đâu. Rồi, tiếp tục nha. Từ này trong tiếng Việt mình có nè. Từ đi á. Anh cứ đi đi á. Ai muốn không muốn học với cô thì cứ đi đi. Ok, rồi. Đi. Rồi, dễ quá. Ok, đi. Rồi, đờ, y đi. Âm y dài. Y. Y. Đi. 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 Tại vì nó là y dài nên thành ra là kéo cho nó dài chút xíu nha. Đừng có nói đi, đi, không. Đi, ha. Đi. A, B, C, D. Được không? Đi. Yes, rất là dễ. Còn đây là chữ cái Y. Rồi, chữ cái Y không phải là E nha. Rồi, đây là nó qua nó hơi khác này. Khi mà nhìn E, không đọc E, chữ E thì qua tiếng Anh nó sẽ thành chữ Y ha. Rồi, Y. Thì cái này là Y dài nè. Đó, hai môi chúng ta nhỏ thôi, mỉm cười. Y, kéo dài ra. Y, nghe nó nhỏ không? Nghe nó rất là nhỏ. Y, 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 y. Yes, y, y. Thấy nó dài không? À, thì trong tiếng Anh mà để ý cái chỗ mà nó dài ngắn thì tiếng Anh chúng ta nghe nó rất là hay ha. Rồi, cùng đọc với cô nha. Y. Yes, very good. Ở đây chúng ta có cái chữ cái này rất là dễ, rất là dễ. F. F. Thì cái này bình thường người Việt chúng ta là hay đọc là FF ha, nước ép ha. Mình tiếng Việt mình có nước ép đúng không? Nhưng mà chúng ta không đọc là F. Mà chúng ta cố gắng răng trên cắn môi dưới để chúng ta phát được âm F trong tiếng Anh. Cái âm F này khi nó đứng đầu thì dường như người Việt nào cũng nói được, bởi vì nó giống âm phở của phở, phở Hà Nội á.
Và chúng ta có cái từ điện thoại di động là phone, right? Phone, cái điện thoại phone. Nhưng mà cái âm này khi nó đứng cuối trong tiếng Anh thì ít, không phải ít nhưng mà nó cũng thử thách so với đối với những cái người mà mới học tiếng Anh. Nên là nó cái từ này khi đứng cuối mà các bạn nói không có bỏ cái âm này thì tiếng Anh mình chuẩn ngay lập tức. F, F. Yes. So chúng ta sẽ đọc nè. Đây là âm E. E, E. Rồi. Còn F, F thì răng trên nè. Ừ. Cắn môi dưới. Và chúng ta nói âm F thổi ra coi. Rồi chúng ta nói lại nha. F, F. 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 Thấy hơi ra không? Thấy hơi ra không? F. 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 Ai mà không có quen á thì lúc đầu nói hơi mệt nhưng mà nói rồi thì nó quen thôi. F. 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 Dễ không? Dễ đúng không? F. Very good. Yes. Và tiếp theo chữ này rất là nhiều người Việt Nam đọc sai, thậm chí hôm trước cô có thoáng qua trên MC truyền hình thì người ta cũng đọc sai luôn. Maybe có lẽ là người ta không có đọc sai mà bởi vì người ta nói sai cho người Việt hiểu đúng ha. Nên thành ra các bạn phải chú ý. Rồi, cái chữ này rất là nhiều người đọc chữ ghi. Chữ ghi. Yeah, cái này không phải là ghi mà là chữ chi. Bởi vì trong tiếng Anh nó có chữ ch, ch của chị mạnh á, chị ơi, chị tôi, chờ, chờ đợi. Ok, so chúng ta có chữ ch, ch. Ch này là ch mạnh nè. Ch mạnh thì chúng ta gần cái giọng chúng ta chút xíu. Ch, ch. Rồi. Và y này là y ngắn. Y. Rồi. Chi. 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 Cô hy vọng là ai được xem cái livestream này sẽ không có lộn cái chữ chi thành cái chữ ghi nữa. Nói đúng nha. Ok. Chi. 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 Nhớ là khi đọc chi trong đầu làm ơn thấy cái mặt chữ nha. Chi. Chi. Very good. Yes. Và tiếp theo thì chúng ta có cái chữ này. Chữ này tiếng Anh chuẩn á thì chúng ta đọc là H. Cô nói luôn, chúng ta học thì chúng ta học theo chuẩn, nhưng mà khi chúng ta đi nước ngoài thì sẽ có những lúc chúng ta hết hồn, bởi vì chúng ta thấy là có những từ ở những địa phương khác nhau người ta nói khác. Cái chữ H này thì người Úc á, họ nói là H. Họ thêm chữ H vô nữa, H. Ở đây không biết có ai ở Úc không cho cô biết, có phải là chữ này là người Úc họ nói H không? Lúc cô đi Úc cô cũng hết hồn. Ok, nhớ nha, khi mà ở Úc thì rất có thể các bạn sẽ thấy là người ta nói cái chữ này là H chứ không phải là H. Nhưng mà mình nói theo Anh và Anh Mỹ nha. H. Rồi, chữ H nha. H. Các bạn có thấy cái chữ A này không? Rồi, A giống như chữ A hồi nãy là chữ cái A đó. A. Nhưng mà nó khác một chỗ là nó có thêm cái ký hiệu của TS này. TS trong tiếng Anh, bản ký tự phiên âm thì nó là chữ trị nhẹ. H. H. A chữ H. Giống như con ếch vậy đó. H. 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 Nhớ âm thanh. Nhớ âm thanh, nói âm thanh. Và nhớ gắn liền với cái mặt chữ để chúng ta thay đổi cái hệ thống chữ cái trong đầu của mình. H. H. One more time. H. Very good. Cô nghĩ chia sẻ video này đi, nhiều người cần lắm đó. Được 1.000 chia sẻ, tuyệt vời. Không lẽ không có hơn 1.000 người mà cần cái video này sao ha? Rồi, đây là chữ chữ Y tiếng Việt hả? À, nhớ khi mà qua tiếng Anh thì nó đọc là I. I. A, E, I. 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 Anh và Anh Mỹ thì chúng ta đọc là I. À, nhưng mà Úc thì nó hơi Y. No. I, I. Ok. Thôi bây giờ khỏi nói giọng Anh, Úc, Mỹ gì hết á. Cứ đọc chuẩn theo cô đây. I. I.
Nhớ nè, nào phải y nha, I. Khi mà nghe I thì trong đầu mình thấy cái chữ y liền đúng không? Chúng ta phải thay đổi hệ thống trong đầu chúng ta. I, I, I. Very good. Rồi chữ này nè. Cái chữ này là chữ y móc ngược cái đuôi đúng không? 80% người Việt Nam đọc sai. Nhà của cô số nhà là cái chữ J số 7A thì đọc là J7A. Nhưng mà khi cô nói với nhân viên bưu điện á, hoặc là thông báo đóng tiền nước tiền điện gì đó, cô nói cái nhà của tôi chỗ cái J7A á, thì người ta nói cái gì J7A cái gì. Mà cô nói ơ cái chỗ G7A đó, thì người ta mới biết cái chữ này. Người ta không có đọc là J, người ta đọc G không ạ. Ai đọc cái này lộn với G thì comment cho cô biết nha. Người Việt Nam đọc từ này sai rất nhiều. Nên thành ra các bạn chú ý cái chữ này là J, J nha, J. Bây giờ nè, cái đuôi nó móc ngược thì mình lấy cái mẹo giống như mình mình có cái chân mình J. Ok, yes. J. 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 A. J. J. Không phải G nha. J. Đọc coi. J. J. Yes, very good. J. Rồi, quá dễ luôn. Bạn chữ cái tiếng Anh cực kỳ dễ. Yes. So chúng ta có cái chữ K. K. Ăn khế trả vàng. Mai túi ba gan mang đi mà đựng đúng không? K. So K. K thì chúng ta có khạc hơi con khỉ. Người Việt mình học tiếng Anh dễ lắm. Nó không có khó. A. À thấy không? Đây là âm A nãy giờ nó xuất hiện rất là nhiều trong tiếng Anh. K. K. Lên được 400 học viên không các bạn, chia sẻ giùm cô nha. K. 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 Very good. Chúng ta khạc hơi ra. K. Yes. Very good. And then đây là từ L. Okay. L. Chữ cái L chúng ta đọc như thế nào đây? E. E của tiếng Việt. Và chữ L trong tiếng Anh á, khi mà nó đứng cuối thì chúng ta ồ nhẹ lên và chúng ta nói ồ ồ, rồi chúng ta đá cái lưỡi lên ồ. Thì khi mà L chúng ta nói như thế này. L. 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 Đừng có nói L L nha. L. 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 Yes. Very good. And then chúng ta có cái âm M này. Âm M trong tiếng Anh thì nó đọc cũng giống như âm M của tiếng Việt thôi. Nhưng mà nó là âm mũi. Và chúng ta cố gắng đọc cái âm cuối giùm cô ha. M đó. Rồi, E. M, M. Và chúng ta nhớ đọc cái âm ở phía cuối giùm cô nha. Rồi, cùng đọc nè. E, M, M. Nhớ đọc cái giùm cô. Bởi vì khi mà chúng ta nghe người bản xứ đọc á, thì họ nói cái âm ở phía cuối rất là rõ. Nếu như chúng ta không có đúng thì rất có thể chúng ta không phân biệt được với âm N. Hiểu không? Người nước ngoài họ sẽ nói là M, N. Đó. Nên thành ra là phải nói cái âm cuối. Và âm M được xét vào cái âm mũi. Thì khi chúng ta nói, chúng ta thấy cái đường hơi nó lên đây nè. M, 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 M. Very good. And then this one. Âm N đúng không? E, N, N. Và chúng ta thấy âm N nó cũng là âm mũi. Thì chúng ta nghe là N. N, 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 N.
biệt được với em với anh không? Nè. Em anh nó rất khác nhau. Không có cái gì giống hết. Chúng ta nói ô trời, tôi nghe dở quá à. Tôi nghe tiếng Anh dở, dở tại vì đọc sai. Khi giờ đọc phát âm đúng đi thì tự nhiên tiếng Anh nghe nó tốt lên liền. Ok. Rồi, ở đây nè. Đây là chữ cái o. Trong tiếng Anh thì đây đọc là o. O thì chúng ta thấy nó là âm ơ đây. Ơ u. Ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ. Ơ. Mình ngạc nhiên quá mình nói ô. Ơ. Ồ. Ồ. Anh thì đọc là ồ, Mỹ thì nó chơi ồ luôn. Ví dụ như anh thì nó đọc là I go there. Còn Mỹ thì nó nói là I go there. Thì Mỹ thì nó sẽ ra âm ồ mạnh luôn. Còn anh thì nó là ồ. Thì mình học theo cái kiểu anh trước đi rồi ai muốn nói Mỹ tính sao ha. Ồ, đọc coi. Ồ. Ơ u ồ. Good. Ồ. Oh, oh, yes, very good. Uh-huh. And then this one, chúng ta khác so với âm chữ B. Cái này thì chúng ta có bật hơi, thì chúng ta đọc là P. Bật hơi thấy đó, như vậy đó, nhưng mà có nhiều người đó, họ thấy khó, không có khó, mà bậm sâu vô. Ai môi mỏng quá thì bậm sâu vô. Bật hơi ra P. Và nó vẫn là âm y dài. Chúng ta cười để chúng ta nói P. 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 Thấy không? Bật hơi để cái tờ giấy nó văng ra ngoài. P. 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 Còn cái chữ B. B kia ta. B. B. A. B. C. B. Không có. Còn cái này là P. P. Thấy không? Nên bật tôi chúng ta bật hơi. P. Yes. Thì trong tiếng Anh là bật được hơi, tự nhiên thấy học được tiếng Anh rồi. Tại vì tiếng Anh nó có bật hơi ha. Right, very good. P. Right. Đây đọc gì? Không phải cu nha. Này là Q. Q. Ha, Q. Right. Ở đây chúng ta có âm k, k của trái khế này nè. K, k. Rồi trong tiếng Anh âm giờ này mà nó đứng trước âm u á thì nó biến thành âm yêu, yêu để yêu đương á. Ok. Thì là k yêu q á. Cái bộ phát âm này kết hợp với cái bộ phát âm, cái bộ chữ cái kết hợp với bộ phát âm thì các bạn học tiếng Anh rất tốt. Trên video, trên YouTube cô có miễn phí hết ha. Rồi, ai muốn học sâu với cô thì đăng ký học online với cô. Q. Yêu. Q. Nghe không? Q. 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 Yes. Q. Q. Yes, very good. And then this one. Rồi, đây là âm R. R của từ là hey, how are you? So, chúng ta mở miệng to ra. R. 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 Lưỡi chúng ta nâng lên nè. R. Sâu rồi. R. R. Đây là ký tự màu đỏ nè. Cái từ này cô có dạy trên kênh YouTube Talk to Miss Lan á. R. Yes, very good. R. And then this one. S. 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 Very good. And then this one. T. T. Đọc cái từ này giống như trà vậy đó các bạn. T. 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 Yes. Very good. Okay. Yes. And this one. Chúng ta có giờ. You. You. Chúng ta có thể nói là you. Hoặc là chúng ta nói là you. Chúng ta nói you thì đây là tiếng Mỹ. Chúng ta nói you thì đây là tiếng Anh. Nói you hay nói you gì cũng được hết. You. You, 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 good. And this one,
Chúng ta có V, E, V. Ở đây có ai tên V không? V là tên của người Việt Nam. V, kéo dài chữ Y ra. V, V, V. Yes, very good. And then this one, đừng đọc W, W nè. Chúng ta có ba cái tiếng cho cái chữ cái này, D, A, D và D. D, một tiếng. B, A, B, L, B, B là hai tiếng. D, U, 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 U là ba tiếng. Dấu sắc nó đứng ở chỗ chữ đất, thì chúng ta cho cái chỗ chữ đất dấu sắc. Chữ U chúng ta xuống giọng, chúng ta đọc ra ba tiếng. Double U. Chữ đất nói mạnh, bow U không được nhấn thì nó sẽ đi xuống và nó nhẹ hơn. W, W, W. Bow này không có bật hơi, chúng ta không nói là double U. Double U chứ không phải là double U. Không bật hơi. W, W, W. Okay, very good. Yes, and this one. Chúng ta có từ này, à, trong tiếng Việt thì chúng ta đọc là chữ X ha. X, 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 ok, no. Trong tiếng Anh thì nó là X, nhớ nha. Và để phát được cái chữ này chính xác, chúng ta chú ý giùm cô đó là khác với chữ SC thì cái chữ X này nó có âm K kẹp ở trên giữa. Nên để phát được cái này thì chúng ta cứ phát âm K trước, xong chúng ta xì S sau. E, C, X, X. Egg, egg, rồi chúng ta xì, rồi cùng nói nha, egg, 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 very good, egg, ai nói nhanh liền không được thì nói chậm thôi, egg, yes, very good, and then this one, we have chữ y dài, why, why oh why baby why not me. Tối hôm qua mới nghe cái bài Why Not Me hay lắm. Ok, ok, các bạn có thể tìm xem bài hát đó ngay sau cái livestream này nha. Why? Chúng ta có. Yes, chúng ta có. W, I, why, why, why. Mình nói, tại sao, tại sao? Why, why. Nó đồng âm với cái từ là tại sao trong tiếng Anh. Why, why, W, I, why, why. Ok, good. And then this one, từ này chúng ta có hai cách đọc. Một thì chúng ta đọc là Z, 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 Z. Và ở đây có cái từ Z, Z, có hai cách đọc. Ai thích đọc cái gì đọc? Z hoặc là Z. Nhưng mà chúng ta nên biết cái, you know, chữ này có hai cách đọc đi, để cho người ta hỏi như thế nào thì mình đều biết hết. Ok, so cô đang dạy cho các bạn bảng chữ cái trong tiếng Anh, chương trình vỡ lòng dành cho người học tiếng Anh. À, các bạn có thể học cái này sâu hơn ở cái khóa online level 1 của cô. Biết thông tin thì các bạn có thể inbox. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đọc sơ qua một lượt. Và có thể nó sẽ không theo thứ tự, nhìn là đọc được liền giùm cô nha. Ok, A. H, H, G, G, C, C, N, Z, hoặc là Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, M, L, K, J,
I D B. Yes. Và phần thứ hai trong cái livestream ngày hôm nay thì cô sẽ giúp cho các bạn phân biệt sâu hai cái cặp âm mà nó chữ cái mà nó có khuynh hướng giống nhau. Nó không có giống nhau đâu, tại vì chúng ta đọc nó không có chính xác ấy. Rồi, cặp đầu tiên đó là chữ A và chữ H. Giữa hai cái này nó chỉ khác nhau chỗ cái đuôi thôi. A, H. Thì khi chúng ta thêm cái đuôi H vào thì nó ra chữ H. Nên thành ra cố gắng mà đọc đúng để nghe được. Đọc lại nha. A, H. A, H. A, H. Very good. Và cô bảo đảm khi các bạn nghe A, H, các bạn sẽ chọn đúng đáp án. Cặp chữ cái thứ hai là E và I. Cố gắng đừng đọc sai nha. E, I. E, I. E, I. Very good. And cặp âm thứ ba đó là cặp G. Này là gì? J, G. J, G. J, G. J, G. Yes, very good. Và cặp âm tiếp theo đó là P bật hơi và B không bật hơi ha. B, P. B, P. B, P. Nghe được không? Khác đúng không? Ok. Cặp chữ cái tiếp theo đó là S, rất là nhẹ nhàng. Và X là nó có chữ K ở phía chính giữa. Ok. X, S, X, S, X, S. Và khi chúng ta luyện tập trong những lần đầu tiên thì có thể chúng ta sẽ hơi sai cái này, nhưng không sao. Từ từ chúng ta nói đúng, chúng ta nhận thức được sự khác nhau giữa X và S thì từ từ chúng ta nghe được hết trơn à. Ok. Hoặc là dù chúng ta nghe có lẽ là nó không có được trong 100% tình huống, nhưng chúng ta nói X và S chính xác sẽ giúp cho chúng ta cung cấp thông tin đúng với người đối diện. X và S. Và cặp âm cuối cùng đó là N, M, M, N, M, N. Yes. Và cô vừa giúp cho các bạn phân biệt được các chữ cái khó giống nhau trong tiếng Anh. Thì cô thấy cái livestream này cô dạy kỹ hơn là cái video trên YouTube cách đây khoảng 5 năm. Một lát nữa cô sẽ link video YouTube vào đây cho các bạn xem. Thế thì các bạn thấy là cái người mà vỡ lòng học tiếng Anh á, hoặc là ai nói mất gốc á, ok, thì các bạn chữ cái rất là quan trọng. Đó là tại sao trong cái level 1 này cô dạy các bạn chữ cái. Ai chưa học thành công thì cố gắng học thành công giùm cô. Trong cái level 1 này thì cô có kèm theo cả bài tập và phải nghe. Nghe một lần chưa được thì làm 10 lần. Và tại sao chúng ta lại học bảng chữ cái? Học thì phải biết tại sao chúng ta học. Khi chúng ta học bảng chữ cái, các bạn sẽ đánh vần được tên trong tiếng Anh. Các bạn sẽ hỏi tên của người khác. Tại sao? Tại vì tôi hỏi, cô hỏi là các bạn tên gì? Bạn nói các bạn tên Lan. Thì mình là người Việt Nam, mình biết tên Lan. Nhưng mà người nước ngoài nói Lan, người ta đâu có biết nó viết như thế nào đâu. Thì các bạn biết bảng chữ cái thì các bạn sẽ đọc được là Oh, my name is Lan, L-A-N. Chúng ta đánh vần được tên của chúng ta. Hoặc là chúng ta hỏi What's your name? Người ta nói my name is Kyle. Thì các bạn có biết là Kyle nó nói như thế nào không? Không. Thì các bạn mới hỏi là how do you spell Kyle? Thì người ta mới nói là K-Y-L-E. Thì chúng ta nghe được, chúng ta viết xuống K-Y-L-E. Thì đó là cái kỹ năng thật của một người học tiếng Anh á, chứ không phải học bảng chữ cái rồi thôi ha. Và đặc biệt nữa là chúng ta sẽ có rất nhiều trường hợp trong tiếng Anh, chúng ta sẽ đánh vần mặt chữ của tiếng Anh nè, tên đường hoặc tên sản phẩm, you know, like tất cả những thông tin phải thật chính xác khi chúng ta
học tiếng Anh phải master 100% cái bảng chữ cái. Thì cô hy vọng là nhiều khi chúng ta không cần học nhiều, mà chúng ta chỉ cần học bảng chữ cái chính xác thôi là chúng ta đã thành công rồi ha. Ai đang xem cái livestream này mà đang theo học cái khóa level 1 của cô, còn học mà chậm, học mà còn thấy khó khăn quá, thì đừng có vội vàng luyện. Thứ nhất bảng chữ cái, và có thể you know, ghi các bạn chữ cái ra cái flashcards như thế này, rồi cứ đọc, và bất thình lình thì cứ đọc thôi ha. Và sau khi đọc đúng rồi thì luyện nghe, nghe thật nhiều lần và luyện cái phần bài tập cho đến khi nào chúng ta làm đúng thì thôi, và chắc chắn chúng ta sẽ làm được ha. Các bạn có thể học miễn phí với cô trên YouTube hoặc là những cái video ở trên cái page này. Còn nếu muốn học chuyên sâu, có bài tập, có phải nghe, luyện thì có thể đăng ký học online với cô. Ok, cô chào các bạn nha. Hy vọng là chúng ta có cái sự hữu ích từ cái livestream này, thấy hay thì chia sẻ thật nhiều giùm cô. Và hy vọng sẽ được gặp các bạn ở cái livestream tiếp theo. Bye, have a lovely Sunday. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn muốn thật sự nghe, hiểu và giao tiếp được tiếng Anh thì các bạn có thể đăng ký khóa học online của cô trực tiếp tại website misslanenglish.com hoặc inbox trực tiếp tại fanpage Miss Lan Huỳnh English Language Coach để được tư vấn chi tiết từ A đến Z và chọn lựa khóa học phù hợp với năng lực và điều kiện hiện tại. Trẻ em, người trưởng thành, người lớn tuổi đều có thể chọn được một lộ trình phù hợp tại misslanenglish.com. Hiện tại lộ trình của cô bao gồm 7 khóa dành cho người mất gốc, học lại từ đầu, có thể xây dựng kiến thức nền vững chắc, ứng dụng vào đời sống thực tiễn để giao tiếp, phục vụ cho công việc, du học, du lịch, định cư thì lấy bằng chứng chỉ IELTS, TOEIC. Các bạn có thể gọi vào hotline 0907 405 003.